Đây mấy con đội này các bác có nhu cầu liên hệ em nhé. Con đội này, đội lớn này. Mấy con đội này là dùng cho đội gầm ô tô nhé. Gầm ô tô ví dụ như là cho bánh xe vào, kéo vào là kích lên bằng thủy lực, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, con đội này cũng thế. Đội gầm ô tô kích lên là sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây, con đội này là cũng đội gầm ô tô luôn. Đấy. Đây, đội này là đội xe hơi nhỏ. Ok. Đây là mấy tay đội để lắp ở bên ngoài. Con này 508 mới về. Đây, dây. Dây rửa xe. Đấy, mới về được lô này thì anh em làm liên hệ nhé. Đây, bơm nhớt này. Bơm nhớt về được 2 cái nha. Cái trong nữa là 3 cái, tổng là 3 con bơm nhớt, anh em làm liên hệ nhé. Con này rửa xe. Con này rửa xe máy nổ nhá. Anh em liên hệ. Ống 60 còn 2 ống. Ống phi 60 65 còn 2 ống.